Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một bộ thớt công suất kèm lọc xì của Pioneer. Hôm nọ em lên một bộ thì có rất nhiều bác chốt nhưng mà chỉ có một bộ thôi, nhưng chỉ có một bác chốt được. Đấy, thì hôm nay em lại lên tiếp một bộ nữa cho anh em nhé. Độ đẹp khoảng 95%, nói chung là còn rất là đẹp, nhìn tổng quan thì rất là đẹp anh em nhé. Đấy, bày biện đẹp mà sang. Mạnh tìm cái thước. Và thiết kế hai dàn đèn và có phím chỉnh anh em nhé. Nó không chỉnh bằng cần gạt, cần gạt thì nó chỉnh, nó sẽ có nhược điểm của cần gạt là nó sẽ hay bị mòn cần chổi than, mòn than của nó. Nhưng mà phím bấm như thế này thì nó rất là ngon, nó không bao giờ bị mòn anh em nhé. Đây, tất cả các núm nút này em nhìn này, em bấm lên xuống này rất là ngon luôn anh em nhé. Bấm nhẹ cái ăn luôn, Pioneer rất là nhạy luôn, bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn rất là ngon luôn anh em nhé. Hai mươi mấy năm tuổi rồi, 25 26 năm tuổi rồi vẫn rất là ngon luôn. Cái dòng X640 này, hai dàn đèn rất là đẹp anh em nhé. Đây, nó có cái nút set L cộng R đấy anh em nhé, anh em nhìn vào đây này. Đấy, khi mình bấm vào đây thì màn hình bên nào nó nháy thì là mình sẽ chỉnh ở bên đấy nhá. Bấm một cái thì nháy bên trái, bấm cái thứ hai thì nháy bên phải thì mình chỉnh bên phải, bấm cái thứ ba nó nháy cả hai bên thì mình chỉnh được cả hai bên anh em nhé. Đấy. Đây, cái equalizer này khi mình bật cái đèn equalizer này lên, mình bật cái đèn equalizer này lên là ở chế độ chạy quay quay nhá. Khi mình tắt cái đèn equalizer này đi thì là ở chế độ chạy bình thường, không quay quay nhá. Khi mà quay quay ấy, mình chỉnh cái âm sắc nó lên, tiếng bát rồi tiếng tép của nó lên rất là tách bạch, rất là sướng luôn, nghe nó rất là sống động. Vì cái equal này là linh hồn của bộ dàn nhá anh em nhé. Bình thường một chiếc âm ly chỉ có chỉnh bát tép thôi là chưa đủ, khi mà có cái lọc xì này vào chỉ equalizer ấy, âm thanh nó lên nó nghe nó sống động, nó phê lắm, rất là thích, nó khác biệt hẳn luôn. Đi rất là đẹp, con này có cả giải mã luôn anh em nhé, dòng này có giải mã. Đấy, giải mã optical nhé, em vừa nghe cho anh em là qua chế độ CD optical. Ngoài ra anh em có nhiều chế độ cắm về đường, các cái đường vào khác ở đây nữa này. Đấy, điện thoại, máy tính các kiểu ở đây có đủ luôn anh em nhé, vào đường nào cũng được. Đấy, để đường. Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm. Êm du luôn, núm nút rất là êm ái anh em nhé. Đấy, nghe tiếng tép nó len ken rất là thích. Đấy, cái dàn này về thì nó là hàng bãi anh em nhé, nên là nó còn rất là sạch đẹp, nó không có bụi bờ và nó không có hen gì cả anh em nhé, rất là ngon luôn. Đấy, hàng bãi nên là khá là sạch đẹp và ngon anh em nhé. Đấy, em đang nghe có cổng quang đây anh em nhé, giải mã cổng quang nhé. Này, anh em cắm trực tiếp từ Smart TV vào rất là tiện luôn anh em nhé, không cần mua bộ chuyển đổi, chỉ thế là chạy thôi, giải mã rất là sạch, hay 48 kHz luôn. Đấy, đây chỗ này là để cắm loa đây anh em nhé. Đây, dây loa chỗ này này. Đấy, em rút ra để cho nó gọn, để em quay đằng sau ra cho anh em nhìn cho nó rõ mà. Rút luôn dây nguồn nó đỡ vướng. Hai thớt của nó thì khá là sạch đẹp anh em nhé. Hai thớt này nối với nhau bằng một sợi cáp. Đấy, hai thớt nối với nhau một sợi cáp khá là dài anh em nhé. Đấy, khi mà em đóng hàng cho anh em ấy thì em sẽ lật ngược cái này cho hai cái mặt phẳng này nó vào đây. Đấy, em sẽ treo một miếng xốp vào đây. Đấy, khi đóng hàng cho anh em sẽ treo miếng xốp vào đây này, xong là em sẽ đặt con này lên anh em nhé. Đấy, thì khi mà anh em bỏ hàng ra thì anh em khéo léo để anh em bỏ miếng xốp ra thôi, anh em đừng có làm căng cái dây này quá nhé,
Đấy, cái dây này nối bằng cáp nên mình không làm căng quá sợ nó sẽ ảnh hưởng. Đấy. Đương nhiên là nó làm rất chắc chắn đây. Nếu một cái lực bình thường mình giật ý, thì nó cũng không thể nào mà đứt nó bật ra được. Nhưng mà nếu mà anh em mà lỡ tay mà làm cái lực nó quá mạnh ấy, cũng có thể là sẽ bật cái cáp ra anh em nhé. Thì dặn anh em cẩn thận như thế. Đấy. Khi mà anh em mua hàng thì em sẽ đóng rất là cẩn thận cho anh em, để về anh em cũng khi anh em mở ra anh em khéo léo một chút anh em nhé, tránh bị ảnh hưởng lãng phí ra. Khi đóng em đóng cho anh em hai tầng xốp cơ, một tầng xốp để bảo vệ con này, một tầng xốp nữa bên ngoài nữa để cho nó giảm sốc. Nếu mà có bị ném bị quăng thì nó cũng rất là êm, như kiểu mình nằm trong chăn bông ấy, ném nó rất là êm anh em nhé. Đấy, cái giá cái bộ này em để cho anh em vẫn là như cũ thôi, chỉ 2 triệu 8 thôi. Bình thường anh em đi mua cái lọc xì không là đã 2 triệu 8 thôi anh em nhé. Đây anh em lấy cả âm ly giải mã và lọc xì mà cũng chỉ có 2 triệu 8 thôi, rẻ thối rẻ tha ra anh em nhé, mà rất là hay, đồng bộ com lê của nó rất là hay và đẹp anh em nhé, chỉ 2 triệu 8 thôi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, 8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bulk shop cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Rồi, chào anh em nhé.